sáng thật là xinh, như hoa vừa nở ngày xuân đầu mùa. Làn da trắng tựa như mây, lại thêm nụ cười duyên dáng, làm cho lòng anh nghi ngờ. Con gái thời nay trông thật xì tiên, tung tăng ngoài phố làm bao người nhìn. Nhiều anh cứ muốn làm quen, làm sao được lòng em yêu. Ôi con gái nhà ai cưng ghê, dáng em tựa như nàng tiên đang về trên phố. Thì cho anh đi theo buồn, anh đây vẫn còn cô đơn. Nguyện xin dân tròn cuộc đời anh, nếu em chưa chồng xin em trả lời đi để anh thương. Con gái thời nay trông thật là yêu, yêu em từ phút gặp em lần đầu. Vậy là anh đã gặp may, đôi ta là do duyên số. Yêu ai cũng vậy, yêu giùm anh đi. Con gái thời nay trông thật là xinh, như hoa vừa nở ngày xuân đầu mùa. Làn da trắng tựa như mây, lại thêm nụ cười duyên dáng, vì đâu ra người xinh thế. Con gái thời nay trông thật xì tiên, tung tăng ngoài phố ai ai đều nhìn. Nhiều anh cứ muốn làm quen, làm sao được lòng em yêu. Em có biết rằng anh si mê, dáng em tựa như nàng tiên đang về trên phố. Thì cho anh đi theo cùng, anh đây vẫn còn cô đơn. Nguyện xin dân tròn cuộc đời anh, nếu em chưa chồng xin em trả lời đi để anh thương. Dáng em tựa như nàng tiên đang về trên phố. Thì cho anh đi theo cùng, anh đây vẫn còn cô đơn. Nguyện xin dân tròn cuộc đời anh, nếu em chưa chồng xin em trả lời đi để anh thương. Con gái thời nay trông thật là yêu, yêu em từ phút gặp em lần đầu. Vậy là anh đã gặp may, đôi ta là do duyên số. Yêu ai cũng phải yêu giùm anh đi. Xuân hát ngày, xuân có hương hoa. Nàng xuân đến với bao nhiêu say mê yêu đương đậm đà.
tiếng rộn ràng tình cha cha cha. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ không. Tuổi xuân mãn thắm đôi môi em xinh xinh như nụ hồng. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ gì? Một trời xuân có chim ca vàng mừng em vô quy. Gió phất phơ rơi nhẹ làm rơi cánh hồng đào. Xíu xiết chim non trên cành cây đó ồn ào. Nàng ngồi hong tóc bên hiên nhà, chàng nhìn mây trắng bay xa bờ. Tuyệt vời trong bức tranh xuân nhà. Quý ông, quý bà, quý cộng đồng đúng không? Bữa giờ thật bỏ nhà gái. Hôm nay là ngày 6 tháng 11 là ngày lành thánh tốt, được sự thống nhất của hai gia tộc. Tôi là đại diện của hội đồng nhà trai đến đây kính báo cho hội đồng gia tộc của hội nhà gái là hội nhà trai của tôi đã đến xin trình cái lễ nhận gia. Này người yêu ơi, anh xin yêu mãi em. Mình chọn con tim, anh xin dâng cho người. Một cánh hoa anh mang trao đến em, là anh đó sẽ không ngoài ai khác. Cho em con tim, cho em con yêu mong. Ngày ngại ngân chỉ không cho anh nắm tay. Mình cùng dòng chảy ta đi trên con đường. Mà trong tim em bao lâu ước mơ, đầy hoa thắm với thiên đường. Chưa mai lặng thinh cho tim em u sầu, chưa có hoài nghi anh yêu em thật lòng. Dù phong ba ta cùng đi qua, cùng đi tới những chân trời mơ ước. Hãy nói một câu anh yêu em thật lòng. Nhưng mà giữa sự hòa hợp của hai họ tộc thì chúng ta phải hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày hỷ sự của hai cháu. Chúng ta phải thông qua chương trình để hài hòa với nhau, để cho buổi lễ thêm phần long trọng. Tôi xin sơ lược nội dung buổi lễ hôm nay để thông qua ý kiến được sự chấp nhận của quý ông bà bên hội đồng lưỡng tộc là bị gì đôi đèn và mâm lộc thì đã chế rồi. Còn về chú rể ra mắt tự đường của quyền thất tổ thì xin được dân hương để thay thế thượng đăng. Chú rể ra mắt thì phải qua cái lễ là thông gia. Vậy tôi cũng xin phép xin trình cái lễ thông gia. Và trình cái lễ thông gia này thì giữa sự thống nhất của quý ông bà bên hội đồng lưỡng tộc chọn ngày lành tháng tốt nào đó để đến nhà với nhau. Mà nếu đã biết nhau, biết gia đình với nhau thì tùy hai họ bên họ nhà trai nhà lễ. Hai ông cùng đi, xin mời. Cùng hai ông xuống nữa. Hai ông xuống cùng ly. Hai ông cùng ly giùm con. Dạ, nếu nếu như được sự thống nhất xin con đốt nhang. Con ngồi xa đó là của ngoài thánh tổ mình chờ. Rồi con cắm nhang lên cho con. Rồi con xá trong hai xá xong. Có gì quý ông xá hai xá không? Xá hai xá. Nghe nè, bây giờ cậu đâu? Bà hai xá. Bà hai xá. Bà hai xá. Bà hai xá. Bà ngoại lớn nhất thì xá ghi. Còn đây thì... Rồi đó. Xong. Bây giờ cũng đầy quá, bây giờ phải uống rồi. Không, cũng hết đi đặng cô gót, trình lễ tiếp. Đó là sẽ chung hết đi. Ha. Rồi xong thì bây giờ chỉ có... bây giờ cậu giới thiệu thôi. Ha. Đây, cái này là chuyện 8 nè. Ở con dân ngủ. Đúng gì lên con 8 đây. Con xá hai xá con. Xá hai xá. Chúc mừng cho cháu. Ờ, xá hai xá. Rồi dân dì tám gì đó cũng xá hai xá luôn không? Cái đó dì tám dân. Dì tám thôi, dì ra đây dì tám thôi, dì ly cũng nhìn lên. Hai xá. Chú ghẻ dịnh lại ly cũng cho dì tám. Dì lên dì tám thôi. Rồi rồi.
Rồi bây giờ tới cha mẹ. Tôi xin trình cái lễ bái thân. Xin mời ông nữ chú hôn và bà nữ chú hôn đến trước ghế. Nhìn tay mà thôi. Rồi hai ông quà tụng liên cái coi. Xá đi chú ghế. Lên nhìn cậu mời ơi. Dạ. Con xá, hai xá con. Rồi cậu với mời tụng ly uống cái cho ngon coi. Dạ. Cậu mời uống hết luôn coi. Kẹp thế đây rồi. Thằng em mới uống rượu. Mà liền à. Kêu cha mẹ luôn đó. Ừ. Rồi cái cha nó cũng anh hai tư nhìn ra đây giùm luôn. Okay. Dạ. Rồi được rồi đó, thôi được rồi. Hai là. Anh đâu? Thôi được rồi. Nhiều lắm con ơi. Nhiều lắm sao? Tiếp theo cũng xin trình cái lễ cho qua. Xin trong gia đình cho cô dâu ra. Rồi bây giờ tôi đi. Sát vô đi cô dâu rồi, đi sát vô. Rồi, vô luôn rồi, nhìn ra đây luôn dì ơi, dì nhìn ra đây luôn dì ơi, dạ. À, nhưng mà bây giờ thời gian nó quá cận kề, thành ra hồi nãy thì tôi cũng không qua ý kiến của anh ba. Thì anh ba thì xin báo cáo là bằng miệng, và cũng xin phép quý ông bà cũng thông cảm cho. Là bữa ngày 20, lúc 19 nhóm họ, 20 là rước nhà trai, họ nhà trai xuống đây rước cô dâu. Là lễ thân nghinh đó,
Lúc mấy giờ anh ta? Xuống tới đây là từ 5 giờ tới 6 giờ. À, 5 giờ tới 6 giờ sáng. Sáng bữa 20. Sáng 20. À. Là... Sơ kết của buổi lễ. Không, tôi chấp nhận hết hả? Rồi bây giờ để đi. Chính ơi. Chị kia. Mặt cháu dâu. Rồi nhìn ra chị ơi, chị nhìn ra đây nè chị. Dạ. Rồi. Vô ra chị sáu ra. Chú rể ơi, chị nhìn lên giùm con. Chị ơi, Vĩnh Hòa nhìn lên cái gì chị. Rồi nhìn ra đây giùm đi chị. Rồi, dạ. Rồi đứng luôn, đứng đó luôn rồi. À, dạ, chú rể đưa tay chú rể. Hay là dì đeo ha, dì đeo đi được không? Dạ, dì đeo. Chờ mấy thí vợ tôi vợ làm chú rể đưa tay đi chú rể. Dì ơi, dì Vĩnh lấy giùm con luôn dì. Dì Vĩnh lấy giùm con luôn. Vĩnh cái tay giùm con, Vĩnh cái tay cho thấy chú nhẫn gì. Dì, à, rồi.